gãy. Anh mình đang hướng dẫn anh chủ vườn gãy. Giờ anh gãy cái này mình có trộn với cái lân vô cho nó mau hấp thụ xuống. Rồi. Mùi. Không, đất, đất đây đất quá tốt luôn, rất là xốp. Còn đọt nè. Đọt đó. Đọt cứ khằng khằng khằng, nó không có phát đọt ra được. Đây này mới trồng gãy được không? Gãy luôn anh, nhưng gãy hai nắm thôi. À. Mình với ảnh làm trước 10 cây. 10 cây nhỏ với lại làm 10 cây bự. Cây mới trồng sau kỹ anh, tuột lá trơn rồi. Rồi, đó, một hàng bên này. Đó, này anh gãi điều liền lắm, chứng tỏ làm vườn này kỹ thuật cao lắm nè. Gãi rất là điều tay, mình chỉ cho gãi qua điều điều cái ánh ao ao liền. Cây này mỏng thon nhưng lá rất là khẳng. Lá nó không có mướt nó khẳng. Nó đâm được cái cơ mới ra nó giữ lại bộ lá này nó mướt à, thằng kế bên cũng vậy luôn. Rồi. Ngay, gốc bự ngoài này gãi đều hơn. Đó, giờ trong vườn chỉ gãi những cây si thôi. Cây nào si yếu tuột lá gãi để mình làm thí nghiệm trước, chứ cây tốt giờ gãi đâu thấy khác biệt. Này gọi là bộ gãi nha, bộ xử lý gốc chứ không phải là một thứ, nó gồm 7-8 bùa ngãi trong này đó. Cho nên anh em bạn bè đều hỏi gãi gì vậy, không trả lời được, nhiều lắm. Tùy theo đất mà mình có cái bộ khác nhau, giống như thuốc trộn vậy đó, nói đại vậy đó. Ừ như thuốc trộn, mỗi vườn là một bài, không ai giống ai, cho nên đừng hỏi thái gãi cái gì, không biết, không trả lời được. Con bè hỏi ừ cây tôi bị vậy, cái giống vậy đó, gãi giống vậy được không? Không, không biết gì đâu mà gãi. Nè, mình làm này cái giờ một số đại lý gần gần đồ đem về, đem hàng này về phá mình, nhưng sao làm được, mình hẳn luôn sao làm được. Mỗi vườn một quy trình, cây đang tốt tự nhiên gãi vô sống xỉu, cái quay qua đổ thừa. Còn thái này là chơi một bộ, một bộ là phải đi đo pH đất, rồi kiểu tra cái điều kiện đất đai, vườn thực, cây phát hay không phát, bị nhện, bị gầy, nấm hồng, đủ thứ hết rồi mới cho xử lý. Còn anh còn ít để đem vô chừa chừng 3 nấm nha, xử lý hai cây kế nhà, cái cây kế bên nhà đó không đó. Gãi vườn này khoảng 20 ngày nữa ra nhiệm thu, trong này gồm một quy trình xử lý trong vòng 20 ngày, không có giống ai hết, mỗi vườn một bài. Còn bộ tưới, còn bộ xịt lá, còn bộ xử lý rễ sau nữa, ba bộ đó đưa vô đây cây phục hồi được. Ok, hẹn các bạn ở 2